thiếu cái gì, đến tột cùng thiếu cái gì. Thiên địa nhân tam đế đang hỏi, trong mắt đều khác tơ máu. Có một tôn đế hiến tế đỉnh phong, cũng không đúc ra đế đạo môn, ngoài dự liệu của bọn họ, cũng nên là đế tôn không nghĩ tới. Bọn họ, đều xem thường thánh thể đế đạo môn. Thiếu cái gì, đến tột cùng thiếu cái gì. Chí tôn đang hỏi, vạn vực thương sinh cũng đang hỏi. Duy diệp thần một mình, yên tĩnh đáng sợ. Âm âm, âm âm. Tiếng ầm ầm của thương anh, nên đại biểu cho ý chí của ông trời càng lúc càng tức giận lôi điện tàn sát bừa bãi dùng hợp hủy diệt diệp thần già nuôi thánh thể lại bị tàn phá máu đầm đìa đế đạo môn cũng là thánh thể máu đầm đìa làm cho người ta run rẩy ta hiểu rồi thật lâu sau mới nghe diệp thần khẽ lẩm bẩm một tay luồn vào trong cơ thể kéo ra lực lượng huyết kế là quà tặng của thánh ma kiếp bị hắn không hề giữ lại lấy ra đó là lực lượng bất tử bất diệt thánh thể đế đạo cửa thiếu chính là huyết kế giới hạn. Tùy huyết kế lực lượng dung hợp, đế đạo môn ong ong run lên, trên đó văn lộ, càng hiện ra tươi sống, đế đạo thần uy, bá thiên tuyệt địa. Dưới sự chú ý của vạn người, che tầng hư ảo của đế đạo môn, triệt đề tiêu tán, thánh thể đế đạo môn, triệt đề ngưng thật. Thành, đế đạo môn cuối cùng là đúc ra. Trong nháy mắt kia, một tầng cực đạo đế uy, từ trên đế đạo môn lan tràn, ngay cả đông hoàng nữ đế bên cạnh diệp thần, đều bị đánh lui. Trước cửa, chỉ còn lại hoang cổ thánh thể diệp thần. Khó trách trong lịch sử chư thiên, không có tiền lệ thánh thể chứng đạo. Minh đế chợt lưỡi, đạo tổ cũng thổn thức, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật này mình. Điều kiện của thánh thể chứng đế cũng không khỏi quá hà khắc, cần thánh thể dùng nhiều loại được cấm kỵ. Phá họa đế đạo môn hư ảo, cần đế hiến tế không thiếu, không thành đế đạo môn, càng cần lực lượng bất tử bất diệt, triệt để đem tòa đế đạo môn kia ngưng thật. Ba điều này là không thể thiếu nhìn toàn bộ chư thiên sử bá đạo như đế hoang kinh diễm như bá uyên đều không có khả năng gom đủ ba điều kiện này phải biết rằng trước ba điều kiện này còn có một bước trọng yếu hơn đó chính là có thể nghĩ đến làm thế nào đúc đế đạo môn thánh thể nhất mạch nghịch thiên nhất mạch con đường đế đạo của bọn họ quả nhiên không phải huyết mạch của hán có thể so sánh quá đặc biệt tiểu tính hoàn hảo diệp thần nghĩ đến cũng làm được cái giá phải trả mặc dù là thảm thiết nhưng tòa cửa này sẽ là một tấm bia phong đã vì hậu thế thánh thể, mở ra một tiên hà, lại có thánh thể về sau, không cần phiền phá như Diệp Thần nữa. Bởi vì, Diệp Thần đã mở ra đế đạo môn, vô luận có thể chứng đạo thành đế hay không, kỳ công của hắn đều đem phúc trạch vạn thế. Âm âm, vẫn là vạn người chú ý, Diệp Thần một bước bước vào đế đạo môn. Trong khoảnh khắc, đế đạo chi môn ầm ầm sụp đổ, cho dù là vỡ vụn, cũng không che giấu được sự thật Diệp Thần vượt qua đế đạo môn. Âm âm, âm âm đế đạo môn đi qua tự có đế kiếp thánh thể độc quyền đế kiếp diệp thần nghĩ cũng không nghĩ tới thuần thân biến mất cũng không thể ở đại sở độ kiếp đế kiếp một khi xuống trừ thiên môn đã không còn sót lại chút gì sau đó nhất tiện truyền đến ẩm ẩm thiên hoang đông hoang nữ đế khẽ lẩm bẩm thì mộng hồi thiên cổ cũng biến mất mau 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 thế nhân trước sau kế từng tòa vực môn từng tòa chống đỡ hoang cổ thánh thể độ đế kiếp vạn cổ vô nhất bọn họ có lẽ đều có thể chứng kiến tôn đế kia sinh ra. Không có điểm tượng khác của xuất đế. Minh đế nắm tay, liếc về phía thương anh hư vô. Thời đại đế đạo biến cố, không cần nhìn những thứ này nữa. Đạo tổ chậm rãi nói, lời này không sai. Xa xa nghĩ đến đông thần giao trì, không có dị tượng xuất đế, vẫn chứng minh như cũ. Ngược lại khổng tức cổ vương, có dị tượng xuất đế, lại thân hủy thần diệt. Trách chỉ trách thời đại này quá quỷ dị, càn khôn hỗn loạn, pháp tắc cũng bị lật đổ, nhìn ra dấu hiệu đế quốc sớm đã vô dụng. Hơn nữa, đó là hoang cổ thánh thể diệp thần, bản thân đã vượt qua đế, nếu hắn không thành đế, thiên lý khó dung. Âm âm, âm âm, nhìn thiên hoang, mây đen quay cuồng, che đi tất cả ánh sáng, lôi điện đế đạo, như từng con du xà, điên cuồng tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo lôi điện, đều đủ trói mắt, mang theo uy lực quỷ thiên diệt địa, không có dị tượng đế quốc, lại có hình ảnh hủy diệt. Đi xem thương anh biểu diễn nhật người tinh thần câu ra sơn xuyên đại hà lại ở từng tấc từng tấc sụp đổ sau đó lại tái tạo sau đó lại hủy diệt như thế trải qua không ngừng càng kèm theo thi sơn cùng huyết hải hình ảnh đáng sợ một bộ tiếp một hiện ra diệp thần lặng lặng đứng lặng thánh thể tuy già nua nhưng đạo thì lại cường hoành hắn cùng các đời bất đồng thu loại càng già càng mạnh sắp độ đế kiếp thần sắc của hắn lạnh nhạt đến vô tình chấp niệm trong mắt là bất diệt hắn sẽ chứng đạo thành đế sẽ vì kiếp thứ nhất của hắn, kéo dài hy vọng như tín niệm kia. Thật mạnh, cách thật xa, thế nhân liền dừng lại, không dám đi về phía trước, uy áp đế đạo, cũng quá mạnh mẽ, bọn họ cũng không qua được. Chưa bao giờ có một ngày bức bách, hôm nay mặt trời trói mắt như vậy. Hề ngưu thổn thức, nhìn từ xa, đều nhịn không được muốn im lặng, diệt thần quang huy, quá cường thịnh, còn chưa thành đế, đã có đế uy, còn chưa thành đế, đế uy đã không kém đông hoàng nữ đế cửu nương lão phụ có thể chứng thực sao diệp linh cũng đến đã đi tới bên cạnh giao trì có thể nữ đế không nghĩ tới liền khẽ nói cười có thể đây cũng là đáp án mà nam minh ngọc xấu xấu các nàng đưa ra ta sao lại cảm thấy có chút treo tạo hóa thần hỏi cái kia cất tay nhìn thoáng qua giao trì phải biết rằng thời đại này là có đế hơn nữa còn là một tôn đế dần dần đi tới đỉnh phong đế quốc của nàng đạo lạc ấn sẽ đè ép diệp thần muốn thành đế trước tiên phải vượt qua cửa ải đông hoàng nữ đế này vấn đề không lớn nhân vương vương vun dâu không chút hoài nghi nào cái gọi là đế đạo lạc ấn diệp thần dường như sớm đã không để ý tung đông hoàng nữ đế còn sống giống nhau có thể nghịch thiên chứng đạo đây chính là diệp thần hắn là thần thoại còn sống đế kiếp đế kiếp của thánh thể bốn phương đều có thanh âm bận này. Người tới nhiều lắm, trừ thiên tu sĩ, cơ bản đều có mặt, đứng đầy tinh không, cũng liệt đầy thương biếc. Còn có người chưa tới, đều đang trên đường tới. Tự phong như minh tuyệt cùng bạch chỉ bọn họ, cũng sớm xuất quan, kết bạn mà đến, sao chỉ chứng đạo bọn họ có lỡ, hôm nay Diệp Thần muốn độ kiếp thành đế, bọn họ sao có thể không làm nhân chứng kia. Âm âm, âm âm, tiếng ầm ầm lại mạnh mẽ một phần, từng tiếng nổ vang, đều như mặt đất, tang chuông trong ngục, là vì diệp thần mà gõ kèm theo ầm ầm đế đạo lôi đình giáng xuống lôi điện là hủy diệt che khuất ánh sáng tận thế từng đợt tan sen thành một mảnh lôi đình thác nước từ chín ngày rơi xuống đâm vào mắt quá nhiều người đều máu tươi chảy xuôi tâm thần cũng đau đớn trong nháy mắt diệp thần liền bị lôi hải bao phủ một giây sau diệp thần liền lại đi ra một tay xé mở lôi hải một bước bước ra lại một bước đạp diệt lôi hải như đế đạo lôi hải không đủ cường hoành là hắn tôn thánh thể này quá đáng sợ. Hắn từng bước từng bước, tám rửa lôi điện, phù diêu thẳng lên, không để ý lang thiên lôi đình, tùy ý lôi điện bổ lên người. Đối với người khác mà nói, thiên kiếp lôi đình có lẽ là kiếp số, nhưng đối với hắn mà nói, lại là cơ duyên tạo hóa, là dùng để rèn luyện thân mình. Còn có hỗn độn đình, hỗn độn hòa cùng hỗn độn lôi, cũng đều bị tế xuất, vườn quanh bên cạnh diệp thần, chịu lôi điện tế lễ, vậy mỗi một đạo lôi ngân, đều là đế chỉ đạo một loại ăn ký thánh thể là bá đạo, không quan tâm đến sấm sét. Đối với việc này, thế nhân không hề khiếp sợ, lôi kiếp xa không tiêu diệt được diệp thần. Kiếp nạn chân chính đáng sợ, đều ở phía sau áp trục. Lão đạo, sau lôi kiếp, là kiếp gì? Tiểu viên hoàng chọc chọc nhân vương. Trời mới biết, nhân vương vạn sự thông, cũng không khỏi đắc đầu. Hắn thật không biết, đừng nói là hắn, cho dù bản tôn của nhân hoàng ở đây, cũng không biết. Trong lịch sử chư thiên không có tiền lệ thánh thể thành đế, hắn chưa từng thấy qua, bản tôn nhân hoàng cũng đồng dạng chưa từng thấy qua. Đáng giá khẳng định chính là, có đế đạo pháp tác thân. Đông hoàng thái tâm lời nói chậm rãi. Tất có đông hoàng nữ đế. Làm không tốt, còn có đế tôn. Bảo toàn không đồng đều, còn có tàn nhẫn hơn. Quá nhiều người ngôn ngữ, nói rất nhiều suy đoán, ngữ khí không làm sao có thể, chỉ biết kiếp của diệp thần, sẽ vô cùng đáng sợ, ngẫm lại lại thành kiếp. Đều như vậy dọa người, càng không nói đến đế kiếp. Thiên vương, hắn muốn chứng đạo. Năm đại thiếu niên thiếu niên cấm khu đế, cũng đều chạy tới, nhìn diệp thần trong kiếp, đều thì thào tự nói, thần sắc cũng hoảng hốt, năm đó cùng diệp thần kề vai, hôm nay, cũng chỉ có tư cách ngưỡng mộ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, đế kiếp hạ, diệp thần đang chảy máu, kim sắc huyết quang trói mắt. Chẳng qua, lưu điện tuy mạnh, nhưng lại không đả thương được căn bản, hắn ở dưới kiếp thần lôi điện ở trên thánh thể lưu lại mỗi một đạo lôi đình thương vết đều là một đạo ấn ký đế đạo ấn ký tiếng sấm không biết khi nào sẽ tan đi phiến tinh không kia chỉ còn lại một mình diệp thần che huyết sắc kim quang như một vòng mặt trời quang mang vạn đạo chiếu rọi thế gian thế nhân đều nín thở ánh mắt đều rạng rỡ đế đạo lôi kiếp tán đi sau đó hơn phần nửa sẽ là đế đạo pháp tác thân như bọn họ dự đoán đích thật là tiếng ầm lên đông vương thương anh có một đạo nhân ảnh dần dần khác ra chân hình đế đạo chân thân ẩn ở trong hỗn độn hỗn độn pháp tắc quấn quanh mờ mịt thiêng âm vang vọng hoàn vũ tinh không hỗn độn đại đế hỗn độn muội muội ngươi đó là đạo tổ thật đúng là trong lời nói đạo tổ pháp tắc thân đã biểu hiện ra chân hình vẫn che đầy hỗn độn chỉ có thánh thể cùng đế có thể thấy rõ ầm ầm tiếng thứ hai ầm ầm theo đó vang lên Hư vô phương Tây, thứ hai đế đạo pháp tác thân thể hiện ra, đế chi thần thân thể hùng vĩ, tăng thương cổ xưa, như đứng ở trên thời gian dài sông, có ý tăng thương, cũng có đế đạo thiên âm quanh quần. Sư Tôn, minh tuyệt khinh ngữ, quá quen thuộc bóng lưng minh đế. Đúng vậy, chính là minh đế. Thú vị, giới minh sơn, minh đế không khỏi nở nụ cười. Thiên giới đạo tổ, cũng nở nụ cười, nhìn thân pháp tác đế đạo của mình như vậy luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Ầm ầm, tiếng thứ ba ầm ầm, chấn đến tinh không ác lư. Tinh khung phương nam, tôn thứ ba đế đạo pháp tắc thần hiện hóa, là một đạo bóng dáng xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, toàn thân lồng mộ rực rỡ sắc hà, tắm rửa đế đạo tiên quang, đẹp như mộng như ảo. Cửu nương, đó là ngươi không? Đôi mắt đẹp của Diệp Linh trượt lóe lên, nhỏ giọng hỏi một câu. Sao chỉ ôn nhu cười, xem như là chấp nhận càng thú vị hơn, Thiên Minh lưỡng đến nở nụ cười, ba tôn đế còn sống đều tới. Nói thật, Thánh thể muốn đánh vợ rồi, quá nhiều người hít sâu một hơi, thần sắc ý vị thăm trường. chư Thiên 131 đế, chỉ đế Tôn chưa biểu hiện, các lão bối như dâu đều tính cho Diệp Thần đây, các đời đại đế, bao gồm cả ba tôn pháp tắc thân hiện giờ, đều đã xuất hiện trong thiên kiếp của Diệp Thần, duy chỉ thiếu tiên vụ đế Tôn. Thế nhân hy vọng tự nhiên sẽ thỏa mãn. Đạo thứ tư ầm ầm, đã theo giờ ứng cảnh vang lên. Phương Bắc tinh không, một đạo thân ảnh vĩnh hạn, chậm rãi hiện hóa, tang thương mà cổ xưa, tôn vinh là mơ hồ, cực đạo đế uy lại là hủy diệt, đế đạo thiên âm, bao trùm đại đạo. Hắn xuất hiện, Để cho đạo tổ, Minh đế, Đông hoàng nữ đế pháp tắc thân quang huy, đều từ huy hoàng, ảm đạm đến cực điểm. Cũng không phải pháp tắc thân. Đạo tổ đứng dậy, Minh đế cũng đứng dậy, liếc nhau một cái khi nhìn lại đế tôn, biểu tình đều biến thành đặc biệt kỳ quái. Đó không phải là pháp tắc thân, là một tôn đế chính. Âm âm, âm âm, thiên hoang âm âm, không chống đỡ được uy áp của tứ đế. Thế nhân ánh mắt rạng rỡ, nhưng vẻ mặt cũng kỳ quái, nhìn đế tôn, lại nhìn diệp thần. Đến nay mới biết, đế tôn lại cùng diệp thần bộ dạng giống nhau như đúc. Cái này, có chút ngây thơ. Hai người họ, quan hệ là gì? Quá nhiều người hỏi, nhìn trái nhìn phải, hy vọng các lão bối có thể đưa ra câu trả lời. Không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Diệp Thần và Đế Tôn. Có một số bí tân, không tới tu vi nhất định, là không có tư cách biết. Năm đó chư thiên hạo kiếp, trí cường đình phong gần như toàn quân bị diệt, chỉ bí tân đã đếm trên đầu ngón tay. Ta sao lại cảm thấy là đế đế chân chính đâu? Tiểu Linh Oang ngồi xổm trên vai đông hoàng thái tâm, cầm một cái kính viễn vọng, vừa nhìn lại nhìn, thì thầm không dứt bất hợp pháp thì thân là đế không thể nghi ngờ đế chân chính nhân vương trầm ngâm thần sắc đủ khiếp sợ hắn là tàn hồn của đế đế đạo pháp tác thần cùng chân chính đế vẫn là phân ra diệp thần kiếp đế tôn tuyệt đối bất hợp pháp thì thân là bản tôn của đế đế kiếp của thánh thể thật là quỷ dị tạo hóa thần vương thổn thức tựa như cũng nhìn ra manh mối sao lại như thế ngay cả tạo hóa thần vương cũng nhìn ra được đông hoàng nữ đế nào có đạo lý nhìn không ra đế đạo pháp tắc trong thiên kiếp thân kiến nhiều lắm đế chính vẫn là lần đầu gặp lại ca ca đế cơ nghẹn ngào đã lệ rơi đầy mặt đệ tứ thần tướng cùng chư thiên kiếm thần cũng nước mắt lưng tròng vô luận là đế đạo pháp tắc thân hay là chân chính đế đó đều là đế tôn đế chân chính diệp thần thì thào yên lặng nhìn tiên phụ đế tôn kiếp nạn của hắn hắn biết rõ nhất kiếp trung đông hoàng nữ đế đạo tổ minh đế đều là pháp tác thân mà đế tôn lại là một tôn đế chính hắn nên hiểu rõ đế tôn là đế đạo môn của hắn cũng là kiếp số của hắn hiện giờ bản tôn đế hiển hóa hơn phân nửa là bởi vì luân hồi lại nhìn đế tôn tuy là đế nhưng lại vô thần trí bao gồm đông hoang nữ đế đạo tổ cùng minh đế cũng đều là như thế chỉ vì vậy mà khắc tư đế đại biểu cho ý chí của ông trời mục đích chính là diệt độ kiếp giả người thật sự xuất chúng minh đế vuốt dâu thổn thức không ngừng đặc biệt chú ý đến đế tôn trong kiếp đế đạo môn hiến tế vốn tưởng rằng hoàn toàn biến mất lại chạy ra hơn nữa không phải pháp tác thân chính là một tôn đại đế hàng thật giá thật thổn thức thì thổn thức minh đế cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng đế tôn là kiếp thứ nhất của diệp thần diệp thần là đời thứ chín của đế tôn thân ở trong cửu thế luân hồi cực đạo đế kiếp muốn không liên quan đến luân hồi cũng khó và lại là đế đạo môn đế tôn hiến tế trong kiếp xuất bản tôn cũng nằm trong dự liệu. Đạo tổ nhét tay, ánh mắt thâm thúy, chỉ nhìn không nói. Trong lịch sử không có thánh thể chứng đạo tiền lệ, Diệp thần đế kiếp tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hắn sớm đã có giác ngộ. Âm âm, hắn nhìn thời điểm, diệp thần đã động, một bước bước vào đại đạo thái thượng thiên. Tứ đế như hình với bóng, cũng tiến vào chiến trường đế đạo. Khi thế nhân ngửa mắt lên, minh đế pháp tác thần đã khai công, một trường bình thường không có gì lạ, lại hủy thêm diệt địa. Diệp thần kim quyền nắm chặt, một quyền đánh thủng trường ấn, đánh ngã minh đế pháp tác thân, sau đó lên trời một bước, tránh thoát đạo tổ pháp tác thân một ngón tay, lật tay một trường tre xuống, đè đến đế thân vỡ vụn, nữ đế pháp tác thân sát tới, đế vạn vật đại giới, bên trong một sơn nhất thủy, đều có linh tính đế, lại bị diệp thần hỗn độn đại giới nguyền ép. Chanh! Đế tôn tay sách luân hồi tiên kiếm hàng lâm, một kiếm chém lưu diệp thần. Còn lại tam đế pháp tác thân, xa xa thường không được diệp thần, đáng sợ là đế tôn đó là một tôn đế chân chính chẳng qua cho dù như thế đế tôn cũng không đủ nhìn hắn là đế không sai chân chính lại không có bản mạng thần trí, cũng không có tâm cảnh đấu chiến chiến lược giảm đi rất nhiều ầm ầm phanh ầm ầm kèm theo tiếng ầm ầm đế kiếp chân chính mở màn lịch sử có thể thấy diệp thần tuyệt đối chiếm thế thượng phong một trọi bốn đội hình hắn là lẽ ép tứ đế đánh xấu hổ vẻ mà thiên minh lưỡng đế cũng không tự nhiên lắm bốn người đánh một cái, còn bị người bạo trùy. Bất quá ngẫm lại, hai đế cũng thoải mái. Phải biết rằng, bản thân Diệp Thần chính là một tôn đại thành thánh thể, là thánh thể nhất mạnh mạnh nhất kinh diễm nhất, chỉ riêng tầng thân phận này, dưới thiên đế liền hiếm có địch thủ, càng đừng nói hắn đã vượt qua đế đạo môn. Đừng nói ba tôn đế đạo Pháp tắc thân cộng thêm một đế tôn, bốn người trong tuyên kiếp, đều là đế chân chính chính, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ bởi vì vô luận đế đạo Pháp tắc thân hay là đế tôn, ở trong cực đạo đế kiếp, đều là cùng diệp thần tu vi cùng cảnh giới so với thiên minh lưỡng đế đông hoàng nữ đế liền bình tĩnh hơn nhiều nếu như đế kiếp liền đội hình này vậy diệp thần chứng đạo thành đế liền quá dễ dàng mới là tứ tôn đế có phải thiếu một chút hay không đây chính là đế đạo kiếp của hoàng cổ thánh thể lời này rất được mọi người chú ý xa xa nghĩ đến 64 tôn đế khi diệp thần chuẩn đế kiếp bốn tôn đế hiện giờ đội hình đích sắc nhỏ đáng thương nếu chỉ có bốn tôn đế này vậy thì tốt rồi. Nhân vương hít sâu một hơi, quá nhiều lão bối, cũng đều là vẻ mặt này. Chờ đã, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, phía sau nhất định còn có đáng sợ hơn, nhìn diệp thần năm đó đại thành kiếp liền biết, đế đạo kiếp của hắn, sẽ có rất nhiều kinh hỉ hiện giờ tứ tôn đế, cũng chỉ là món khai vị nho nhỏ. Sự thật chứng minh, sự thật là như vậy. Thế nhân ngước lên nhìn xuống, thái thượng thiên thượng lại có thêm một người, bóng lưng vĩ đại, đế uy chấn thiên. Hiên viên đế, quá nhiều người kinh dị thân pháp tác hiên viên đế sớm đã xuất hiện trong thiên kiếp của diệp thần lại hiện hóa ở trong đế kiếp của diệp thần cũng là đại biểu cho ý chí của ông trời từ sau khi ngưng tụ ra hình người liên tế hủy thiên diệt địa công phạt đáng tiếc đế quốc cường đại nhất được công nhận trong lịch sử cũng không đủ nhìn cùng cấp bậc cùng cảnh giới đừng nói pháp tác thân cho dù là đế chân chính cũng không phải đối thủ của diệp thần tôn tiểu thánh thể kia đã mở thần cấp treo dưới thiên đế ai đến cũng vô dụng lão phu bấm ngón tay tính toán, phía sau còn có. Hề ngư giả làm thần côn, thật sự đang chỉ tính toán, diễn cái kia gọi là một cái ngữ trọng tâm trường. ầm ầm hắn dứt lời, liền nghe thái thượng thiên một tiếng ầm ầm Sau hiên viên đế, lại có pháp tác đế đạo thân lâm thế, là viêm đế, là đế có tuổi thọ dài nhất trong các đời đại đế. Sau hắn, chính là đấu chiến thánh hoàng, thọ mệnh ngán nhất đế. Tiếng ầm còn chưa dứt, bàn của đại đế liền sách khai thiên phủ đi ra, chư thiên đệ nhất tôn đế trước sau chẳng qua chỉ trong chớp mắt hồng liên nữ đế pháp tác thân hiển hóa nếu bản cổ đại đế là tôn đại đế đầu tiên trong lịch sử chư thiên vậy nàng chính là nữ đế đầu tiên trong lịch sử chư thiên phong hoa của nàng là tuyệt đại sau khi lâm thế giao chỉ nữ đế pháp tác thân phong tư không kém nàng chút nào là tôn đế cuối cùng thời đại hoang cổ sau giao chỉ nữ đế chính là chu thiên đại đế đệ nhất đế thời hoang cổ hai nữ đế hiển hóa tất nhiên không thiếu đông hoa nữ đế nếu không có đông hoàng nữ đế chứng đạo đông hoa nữ đế kia chính là đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử chư thiên ầm ầm tiếng ầm lại nổi lên nguyên thiên đại đế tạo ra chân hình trong lịch sử chư thiên là đế duy nhất ở sau chín ngàn tuổi chứng đạo đừng vội vàng còn chưa xong huyền cổ đại đế ứng thời hiện ra tôn đế duy nhất chết trận cũng chấn động cổ bộc kim cùng với đó là tiên vũ đại đế tôn đế này rất có truyền kỳ thời kỳ trị vì của hắn chính là thời đại phồn vinh nhất của chư thiên ngô 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 bỗng dưng tiếng chuông dài vang lên đại nhật như lai pháp tắc thân thể trở về thế gian trừ thiên lịch sử quỷ dĩ nhất đế quốc phật tổ mới vừa rồi hiển hóa thái hư long đế liền lâm thế tôn đế này mới là thật là đế duy nhất trong lịch sử chư thiên liên tục vượt qua chứng đạo hai cảnh giới tàn hồn của hắn so với hắn còn ưu tú hơn luân hồi một đời thành đại đế nhị độ luân hồi thành thiên đế ầm ầm phanh ầm ầm tiếng ầm ầm bất giác vang lên đại đạo quá cao trời mỗi một tiếng ầm ầm tất có một tôn đế pháp tác thân biểu hiện chiến của đại đế thiên khuyết đại đế thanh đế vô đại đế u minh đại đế vũ không đại đế hằng vũ đại đế vô tình đại đế thiên diện đại đế đại đạo quá một màn trên trời thật là đẹp mắt mỗi một tôn đế đều giống như một ngôi sao sáng chói tỏa ra ánh sáng chói mát chỗ đầy càn khôn chư thiên một trăm ba mươi đế đã đủ rồi vị diện tri tử khẽ nói kinh ngạc nhìn cảm thấy có chút chân thật các đời đại đế tể hiền, vạn cổ vô nhất. Sự kiện trọng đại như vậy, coi như là một màn vĩnh hằng, sẽ được đưa vào lịch sử chư thiên, thành truyền thuyết bất hủ. Ta nên cảm tạ thánh thể. Quá nhiều lão bối hít sâu một hơi, nếu không phải diệt thần, cũng khó thấy 131 đế thịnh tình. Các đời đại đế, thật sự nể mặt. Tạ vân nhếch miệng trực lưỡi, như đại tràng đại tràng như vậy, thật sự nhìn lại. Nên là ông trời nể mặt tư đồ nam ý vị thâm trường, là 131 đế không sai, lại đều là pháp tắc thân, đại biểu đều là ý chí của ông trời, bọn họ vô thần trí, chỉ biết xóa diệt độ kiếp giả, là diệt thần quá kinh diễm, mới tới độ hình bực này. Âm âm, âm âm, thái thượng thiên náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt, 131 tôn đế, quần oanh diệt thần một người. Nhưng mà, đế uy của bọn họ tuy rực rỡ, nhưng lại không áp chế được ánh sáng của diệt thần. Như đạo tổ nói, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, ai đến cũng không tiện sử dụng, 131 đế cũng không được. Hình ảnh đế đạo công phạt, làm cho người ta run rẩy. Đại sở đệ thập hoàng giả, chân chân bá thiên tuyệt địa, ngoại trừ đế tôn chân chính đế ra, hắn là một quyền đánh bạo một cái, cũng may bị đánh bạo đế đạo pháp tác thân còn có thể trọng tạo, bằng không, đế kiếp sẽ sớm chấm dứt. Một người bạo trùy 131 đế, chật chật, tạo hóa thần vương tấm tắc lưỡi, hình ảnh đâu chỉ đẹp mắt, quả thực là treo lơ lường trời chỉ là đế đạo pháp tắc thân, rõ ràng không đủ nhìn. Đông Chu Vũ Vương nói thầm một tiếng, đó không phải là đánh giặc, đó là Diệp Thần đơn phương bạo trùy. Cái miệng của gã này vẫn mở ra ánh sáng như trước. Đánh nhau, những đế đạo pháp tắc thân, liền cởi bỏ pháp tắc, lần thứ hai trọng tố đế thân quốc, một tôn tiếp theo một tôn, đều hóa thành đế chân chính, đế đạo quang huy vốn đã rực rỡ, cứ như vậy, càng lộ ra chói mắt. Người có thể cầm miệng không? nhân Nguyệt Thần tử liếc mắt nhìn võ vương đông chu một cái, miệng mở sạch, liền ít nói chuyện đi. 131 đế đô tới rồi, hơn phân nửa còn có đại thành thánh thể. Đông Chu Vũ Vương nhét tay, là một người cực kỳ bất an, lại là một tiếng thì thầm. Thật sao, hắn một câu này không quan trọng, đại thành thánh thể thật sự đã tới. Kèm theo từng tiếng ầm ầm, khi đại thành kiếp biểu hiện ra 131 tôn thánh thể, lại một đám chạy trở về, bá uyên, đế hoang, thần chiến, minh cổ, hồng nhan có một người tính một, không có ngoại lệ. Tất cả đều có mặt Đông Chu vũ vương giật giật khóe miệng Cái miệng mở sáng này chính là có tác dụng Nào Lạnh lẽo kia Đến đó đợi Nhân nguyệt thần tử đẩy võ vương Đông Chu một phen Hề ngu cùng tiểu viên Hoàng Cũng trực tiếp Một người đá một cước Âm âm Phanh Âm âm Vốn là thái thượng thiên náo nhiệt Bởi vì 131 tôn thánh thể hiền hóa Biến càng thêm náo nhiệt Lại nhìn diệp thần Thật có chất chịu không nổi một trăm ba mươi tôn đại thành thánh thể một trăm ba mươi tôn đại đế hai trăm sáu mươi hai tôn trí tôn đâu đội hình này mới xứng với đế kiếp của thánh thể ta có một loại cảm giác phía sau còn có làm không tốt còn có đại thành thánh ma đừng náo loạn thế là đủ rồi thế nhân nhiều lời nói đừng nói tiểu bối tu sĩ ngay cả thiên địa nhân tam tôn đế đều nhịn không được run rẩy như đại tràng đại tràng như vậy tuyệt đối phá lệ lần đầu tiên phốc phốc. Lúc bọn họ xem, diệp thần chảy máu, không biết bị bao nhiêu đế đạo công phạt, bá đạo hoang cổ thánh thân, suýt nữa bị cưỡng hủy, thánh cốt nhiễm thánh huyết, băng đầy thái thượng thiên, cả người mỗi một đạo huyết lũy, đều nhiễm u quang đáng sợ. Đó là sát khí, là sát khí của đế quốc, đại thành thánh thể sát khí, cũng là sát khí của trời cao. Chỉ vì hắn quá kinh diễm, chỉ vì hắn đụng vào cấm kỵ, ông trời muốn xóa sạch hắn. Trong bóng tối, tự có một loại pháp tắc, không cho phép người quá mạnh quá nghịch thiên xuất hiện sẽ gây nguy hiểm cho trật tự nào đó mà diệp thần chính là loại người này song quyền khó địch bốn tay diệp thần cực kỳ đạo đế kiếp rất tốt cho thế nhân dạy một bài học hắn là mạnh nhưng đối diện nhiều người tất cả đều là trí tôn đại đạo quá thượng thiên triệt để hỗn loạn cực đạo đế uy tung bay đế đạo lực lượng bao trùm có đại đạo thiên âm thanh triệt có hủy diệt dị tượng tiến hóa nhiễm máu đế cũng nhiễm thánh huyết thể càng che khuất ánh sáng của ngày tật thế đế đạo hỗn chiến ba động quá lớn chiến trường đế đạo đều muốn sụp đổ có từng luồng dư uy buông xuống đè sập từng mảnh tinh không nghiền nát từng viên tinh thần nếu không phải đông hoàng nữ đế thi triển tiên pháp thủ hộ không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai nạn tranh tiếng kiếm minh đột nhiên nổi lên trong tay đông hoàng nữ đế hóa ra một thanh đạo kiếm dung hòa rất nhiều pháp tác tranh tranh cùng với đó không phân biệt trước sau đạo tổ cùng minh đế cũng như thế cũng không phải muốn đi đại chiến Ma là đang thời khắc chuẩn bị, đó là đế kiếp, và lại không phải đế kiếp bình thường, tất sẽ bại lộ vị trí chư thiên, cũng tất sẽ có ngoại vực xâm lấn. Âm âm, không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng oanh, truyền từ chư thiên nhân giới, truyền từ biên giới vũ trụ nhân giới. Ngước mắt lên nhìn, là một cây ma trụ màu đỏ, nên là của ách ma vực. Đông hoàng nữ đế nhìn cũng không nhìn, cách vô tận tinh không, hướng bên kia chém một kiếm. Đó là cột ma cấp đại đế, bị hủy diệt trong nháy mắt. Rất nhanh, Cây ma trụ thứ hai hàng lâm, tối đen vô cùng, ma sắt ngập trời, cũng là cấp đại đế. Nữ đế không nói, lật tay lại một kiếm, ma trụ yển hóa không quá một cái chớp mắt, liền ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm, phanh, ầm ầm. Không chỉ nhân giới có ầm ầm, thiên minh lưỡng giới cũng giống như vậy, trước sau đã có 3 năm cây ma trụ hàng lâm, còn có một cây thiên đế cấp ma trụ, nhìn rất chuẩn xác, nhưng cũng không có gì dùng, bị hai đế một kiếm một cái, chảm tan thành cho bụi có đế tọa chấn so với cái gì cũng dễ sử dụng thế giới hít một hơi thật sâu và nói ra một sự thật chỉ mong thánh thể sớm một chút vượt qua đế kiếp càng nhiều người nhìn chính là thái thượng thiên đều đến mức này nhưng đừng ra khỏi con thiêu thân nữa nhanh một chút chứng đạo thành đế trừ thiên mới có thể chân chính an ổn một nữ đế một tôn thánh thể thành đế mới là cố thủ như kim thang đại đạo quá trên trời đế đạo đại chiến động tĩnh càng lúc càng lớn thế nhân cách hư vô ngước lên đã thấy không rõ ai là ai, đập vào mắt đều hủy diệt dị tượng, chỉ thấy từng đạo hình bóng người, như từng ngôi sao sáng chói, mà hoang cổ thánh thể Diệp Thần chính là một trong số đó chói mắt nhất. Phốc phốc, Diệp Thần vất tay, một quyền đánh diệt khôi bạt đại đế, lật tay một trường, đập diệt hạn cương đại đế. Hai đế bạo diệt, nhưng lại trùng tạo, Diệp Thần đánh bảo mỗi một tôn đế, đều là như vậy, một người độc chiến 262 tôn trí tôn không có gì, chứng đau chính là, đánh diệt một hồi trọng liền trọng tố một hồi còn cần chống đỡ đến thời hạn kia. Âm um, âm, um, phanh, âm um, âm. Um. Chỉ trong chớp mắt, đại thành thánh thể cùng đại đế lại một tổ ong áp tới, đánh ra cái thế công phạt. Sau đó, chính là tiếng long ngâm, diệp thần thi bát bộ thiên long. Đấu pháp độc chiến có độc chiến, đấu pháp quần oanh có quần thương, bát bộ thiên long tốt nhất sử dụng, dưới sự chú ý của thế nhân, một tôn thánh thể, bị ném bay đầy trời, một tôn đại đế cũng bị bạo diệt không ít. Chư thiên nhân tâm run rẩy quá nhiều người mãnh liệt nuốt nước, nước miếng đó là một thành tựu thực sự, cũng là đế đế chân chính, đều là trí tôn, không khỏi quá gầy yếu. Hoặc là nói, là Diệp Thần bước qua đế đạo môn, quá đáng sợ. Cái này còn chưa độ qua đế kiếp, cái này nếu thật sự chứng đạo thành đế, vậy nên cường đại bao nhiêu. Phốc phốc, trong lúc nói chuyện, trong đế kiếp lại có một tôn đế bạo diệt, là Minh Đế, bị Diệp Thần một cước dẫm bạo. Cố ý, ngươi chính là cố ý. Mặt Minh Đế, không phải là màu đen bình thường, hắn đều đến đây, trước sau đã bị diệp thần dẫm đạp diệt thời cơ trở về nhiều đại đế như vậy nhiều đại thành thánh thể như vậy liền thuộc về số lần hắn chết nhiều nhất đều là dùng chân dẫm sau khi mắng qua hắn bất đồng xoay người lại có ma trụ hàng lâm minh giới nhưng hắn vẫn chưa hủy ma trụ ở mảnh hư vô kia trở đấy đi ra không bao lâu một tôn ách ma lại đến ngư ầm ý đi ra khỏi ma trụ sau đó hình ảnh có thể tưởng tượng được minh đế ổ hỏa một đường đem ách ma đế đánh thành cho nghiễm nhiên đã đem ách ma đế coi như diệp thần nghẹn một thân hỏa khí dù sao cũng phải tìm người phát tiết một chút ngoại vực đế thích hợp nhất so với những người khác đạo tổ liền đáng tin cậy hơn nhiều mỗi khi có ma trụ hàng lâm tất trước tiên hủy diệt phi đạo tổ không dám chiến chỉ vì thời kỳ đặc thù này hắn cũng sợ xảy ra biến cố dù sao vị trí chư thiên đã bại lộ ầm ầm phanh liên tiếp hai tiếng vang lên nhân giới tinh không hai phương lại tự mình hàng lâm một cây ma trụ đông hoàng nữ đế vung kiếm, một kiếm một người. Sau đó, nàng lại thuấn thân biến mất, lại biểu hiện, đã là tử vi tinh vực, kinh ma trụ thứ ba hàng lâm, là thiên đế cấp ma trụ, so với lại đế cấp ma trụ khổng lồ hơn nhiều, ma sát cuồn cuộn, tự mang theo đế uy, chấn động hoàn vũ. Ma cái thiên đế, quân lâm trừ thiên, không thấy bóng người, trước tiên nghe thấy tiếng động, thiên ma thiên đế sắp đi ra, cũng là một thiên đế chú ý phô trương, mọi người còn chưa đi ra, liền tự báo đế hào, thanh âm như vạn cổ lôi đình, mang theo ma lực cùng uy nghiêm vô thượng. Nhưng, xấu hổ chính là, chân trước của hắn vừa đi ra, chân sau liền bị đông hoàng nữ đế chém trở về. Âm âm. Sau đó, một tiếng ầm ầm, thiên đế cấp ma trụ, bị nữ đế một kiếm chém đứt. Đáng chết! Trong lúc ma trụ sụp đổ, còn có thể nghe nói ma kết thiên đế giống giận, cũng không thấy rõ là ai chém một kiếm. Thiên đế là ngưu, nhưng cũng phải đi ra mới được. Đông hoàng nữ đế lại biến mất, thuấn thân tới linh vực, nơi đó cũng hàng lâm ma trụ, một trường đập nát. Âm âm, phanh, âm ầm. Từ sau cây ma trụ này, tựa như nhấc lên một chiều chiều, càng nhiều ma trụ hàng lâm, khoảng thời gian càng ngày càng nhiều, cùng thời gian hàng lâm ma trụ, cũng càng ngày càng nhiều, có đại đế cấp, cũng có thiên đế cấp, hàng lâm đại sở có, hàng lâm huyền hoang có, hàng lâm u minh cũng có, càng nhiều là ở tinh không, liên tiếp. Chanh, chanh. Đạo kiếm trong tay nữ đế vang lên, mỗi khi đến một chỗ, tất có một cây ma trụ bị hủy, và lại đầu tiên đánh chính là thiên đế cấp ma trụ, có thể chân chính uy hiếp đến chư thiên, cũng chỉ có thiên đế, về phần đại đế, cho ra, cũng chiếu diệt như nhau. Đạo tổ không dám khinh thường, đông hoàng nữ đế cũng không dám khinh thường. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào, quấy nhiễu diệp thần độ kiếp, mỗi khi có ma trụ hàng lâm, tất sẽ bị nàng lôi đình một kích. Phốc phốc, đại đạo thái thượng thiên thượng, diệp thần lại chảy máu thánh thể đều suýt nỡ bạo diệt. Tuyệt sát vượt thời gian không gian. Đạo tổ hai mắt hiếp lại, nhìn ra manh mối, trọng thương diệp thần, cũng không phải là kiếp trung trí tôn, đến từ tương lai thời không. Rất tốt, diệp thần hừ lạnh một tiếng, dùng thời không lực khép lại vết thương, lại thi triển bát bộ thiên long, đem mấy chục hồng hoang đế quang ra ngoài, sau đó đấu chiến thánh hoàng, cũng bị một trường đánh lui, một kiếm của thái hư long đế, bá thiên tuyệt địa, trên thánh thể của hắn chém ra một đạo huyết lũy lạnh lẽo tiên vũ đại đế lăng thiên mà đến tế đế tháp áp tới diệp thần dừng lại mở ngoại tướng bá thể trong tay lại nhiều hơn một cây đạo côn gã này lại đại triển thần uy sách đạo côn và chạm lung tung đập loạn xạ dạ, cũng không nhìn ai là ai cũng không dành nhìn ai là ai là ai cũng vô dụng lấy mạnh đánh mạnh một đám trí tôn bị một đám tiêu diệt xấu hổ tiểu viên hoàng gãi lông khỉ ngưu cũng mũi ngưu thở dốc còn có nhân vương tử huyên, ma tôn, thần giật, đế cơ, phàm là có liên quan đến trí tôn, đều rất xấu hổ. Lúng túng thì xấu hổ, nhưng đều nhìn thắt được. Đại đế cùng đại thành thánh thể trong đế kiếp cũng không phải là trí tôn thật sự, đại biểu đều là ý chí của ông trời. Diệp thần phải đánh, đám trí tôn này đều muốn giết chết hắn. Hắn đang đánh, thiên địa nhân tam đế cũng đang đánh, từng cây ma trụ hàng lâm, từng cây từng cây từng cây bị đánh diệt. Náo nhiệt không chỉ là chư thiên, còn có thái cổ lộ cũng không phải đế hoang bọn họ bị quần oanh, mà là một ách ma đế trung dai, bị hắn vây quanh đánh. Khó có được một người đơn độc, còn không hướng chết trình. Nhưng có một loại cảm giác kỳ quái. Hồng nhan một bên công phạt ách ma đế, lại một bên truyền âm đế hoang. Có. Đế hoang trả lời, đơn giản mà dứt khoát, có một loại cảm giác, rất là kỳ diệu, nói không rõ ràng. Âm âm. Chư thiên tinh không, lại một cây ma trụ bị phá hủy. Đông Hoàng Nữ Đế ghé mắt, nhìn về phía Đại Đạo Thái Thượng Thiên, phía trên ầm ầm, dĩ nhiên bị mai diệt. Một khung thời gian nào đó trong bóng tối cuối cùng cũng đến. Đi xem 131 tôn đại thành thánh thể, 131 tôn đại đế, mỗi người đứng vững hư vô, cũng không tiếp tục công phạt diệu thần nữa, đều chậm rãi thoái hóa thành đế đạo pháp tác thân, và lại thân thể đều dần dần hư ảo. Có một khoảnh khắc như vậy là vĩnh cửu. Trước khi tiêu tán, pháp tác thân trí tôn đều có thần trí trong nháy mắt đế hoàng pháp tắc thân đang nhìn thân pháp tắc đông hoa nữ đế một người tràn đầy ôn nhu một người nhu tình như nước cách vạn cổ lại lấy từ thái bọc này gặp lại trong nháy mắt có vạn niệm trong vạn niệm có vĩnh hằng định hình chính là tình duyên thân pháp tắc của hồng liên nữ đế nhìn thôn thiên ma tôn lộ ra vẻ yên nhiên khuyên thế sao chỉ nữ đế nhìn thần giật nhân viên đế nhìn nhân viên đế tử nhân hoàng nhìn nhân vương những thứ đó đều là qua năm tháng nhìn lại tiên vũ đế tôn cũng rũ mắt đầy tăng thương nhìn chính là đế cơ bắc lâm cùng kiếm phi đạo đó là muội muội thần tướng cùng đồ nhi của hắn trong nháy mắt có thần trí cổ xưa hắn tự nhớ rõ bao nhiêu thương hải tăng điền ca ca đế tôn sư phụ ba tiếng kêu gọi đều nghẹn ngào trong mắt cũng tràn đầy lệ quang đế tôn mỉm cười không có lời nói trước khi tiêu tán trong nháy mắt hắn mới nhìn diệp thần liếc mắt một cái này bước qua năm tháng cũng vượt qua luân hồi Diệp thần cũng không nói, chỉ lộ nụ cười mệt mỏi. Hắn biết, giữa hắn và đế tôn còn có thể có một trận chiến, sau trận chiến đó, mới là cửu thế hợp nhất thật sự. 131 tôn đại đế tiêu tán. 131 tôn đại thành thánh thể, cũng tiêu tán. Nhưng, diệp thần vẫn chưa xuống. Hắn đế đạo kiếp, còn chưa kết thúc, phía sau còn có kiếp số, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Hơn nữa, hắn còn sinh ra một loại cảm giác tim tim. Không chỉ hắn, thế nhân đang nhìn thái thượng thiên, cũng đều có phần tim đánh vọt, áp lực không thở nổi. Âm âm, kèm theo một tiếng âm âm, yên tĩnh thế gian bị phá vỡ, có một bóng người, chậm rãi hiện hóa. Phụ hoang, chưa đợi đạo nhân ảnh kia chân chính khắc ra tôn vinh, nên nghe thiên hư đế tử nghẹn ngào một tiếng. Thế nhân nghe xong, đều sừng sốt trong chớp mắt. Hai giây sau, thế nhân mới nhìn nhau, nhìn thiên hư đế tử, lại đồng loạt nhìn về phía thái thượng thiên. Rất hiển nhiên, đó là một tôn cổ thiên đình đế, không thuộc về chư thiên. Chư thiên không đủ, thiên đình tới góc sao? Nhân vương giật giật khóe miệng. Lời này, hắn nói rất có trình độ, lại có thể hình dung rất tốt một màn thái thượng thiên thượng. Chư thiên 131 để đánh xong. Chư thiên 131 tôn đại thành thánh thể cũng đánh xong. Không gom đủ số, liền đến cổ thiên đình sao? Vạn người ngước lên nhìn xuống, thái thượng thiên lay động, chống đỡ không nổi uy áp đế đạo của thiên hư đại đế. Gọi là thiên hư đại đế, cũng không đúng, hẳn là gọi là thiên hư thiên đế không sai đó là một tôn thiên đế một tôn thiên đế cấp đế đạo pháp tác thân lão tử của tên này là thiên đế minh tuyệt theo bản năng nghiêng đầu từ trên xuống dưới quét qua thiên hư đế tử vẻ mặt kinh ngạc nói không nên lời không chỉ hắn đang nhìn quá nhiều người đang xem chỉ biết thiên hư đế tử là con nối dõi của trí tôn cũng rất theo bản năng cho rằng phụ hoàng hắn là đại đế nhưng hôm nay vừa nhìn mới lật đổ nhận thức Đại đế cùng thiên đế kém một đại cảnh giới chiến lược kia cũng là tranh lệch giữa trời và đất. Ánh mắt thế nhân thiên hư đế tử làm như chưa từng nghe thấy. Chỉ nhìn thái thượng thiên, thành thật mà nói, hắn cũng không biết cấp bậc chân chính của phụ hoàng, chỉ biết khi hắn bị phong ấn, phụ hoàng hắn đích thật là đại đế. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là đó là đế đạo pháp tác thân của phụ hoàng hắn. Thân ngoài ý muốn, diệp thần cũng khẽ lẩm bẩm, thiên đế cấp pháp tác thân xa xa đại đế cấp pháp tắc thân có thể so sánh. Âm âm, phanh, âm âm. Lúc hắn nhìn, lại có bốn đạo nhân ảnh hiền hóa, không có ngoại lệ, đều là thiên đế cấp pháp tắc thân. Phụ hoàng Mẫu hậu, tiếng gọi lại vang lên, là vong xuyên đế nữ, luyện ngục đế tử, hoàng tuyển đế tử cùng minh thổ đế tử. Rất hiển nhiên, đó là vong xuyên thiên đế, luyện ngục thiên đế, hoàng tuyển thiên đế cùng minh thổ thiên đế đều là hậu duệ đế đạo, khó trách tranh lệch lớn như vậy. Tiểu viên hoàng ho khan, hình như cũng ho khan, một người là đại đế, một người là thiên đế, không thể so sánh. Không ổn. Minh đế trầm ngâm một câu, hung hăng hít sâu một hơi. Đạo tổ sắc mặt cũng không phải có bao nhiêu đẹp mắt. Thế nhân không biết cổ thiên đình đáng sợ, nhưng hai người bọn họ lại biết, diệp thần cực đạo đế kiếp, nếu chiếu theo tư thế này trình tiếp, không giết chết hắn mới là lạ. Cổ thiên đình thiên đế, cũng không chỉ có ba năm tôn kia âm 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 đại đạo thái thượng thiên điện loé giấm dị tượng đế đạo bay ngang phác họa ý hủy thiên diệt địa uy áp của ngũ tôn thiên đế pháp tác thần là chấn động hoàn vũ linh hồn thế nhân run rẩy muốn quân y diệp thần cũng nhíu mày pháp tác thần trong kiếp nên cùng cấp bậc với hắn mới đúng nhưng năm tôn đế đạo pháp tác thần này rõ ràng là thiên đế cấp cảnh giới là vượt qua hắn tự biểu hiện trong nháy mắt chính là vi phạm pháp tác vi phạm pháp tắc là đúng rồi minh đế lời nói chậm rãi tựa như có thể đọc được tâm ngữ của diệp thần thánh thể vô thành đế tiền lệ trận đế kiếp này trong nháy mắt tự giáng xuống cũng là vi phạm pháp tắc kiếp nạn vi phạm pháp luật ngươi còn trung cậy vào nó là bình thường lúc trước 131 đế đều là bất hợp pháp thì thân mà là đế chân chính như vậy cũng đủ để chứng minh cho nên nói thánh thể đế kiếp đế kiếp của người khác là không giống nhau chính là bởi vì như thế sắc mặt thiên minh lưỡng đế mới không đẹp mắt lật đổ kiếp thông thường là không theo cách nào mà tới ngay cả bọn họ cũng không biết diệp thần như thế nào mới tính là vượt qua cực đạo đế kiếp bởi vì bọn họ cũng lần đầu tiên gặp vạn niệm của lưỡng đế vạn niệm của diệp thần đối với ngoại giới mà nói đó chính là trong nháy mắt ngũ tôn thiên đế pháp tác thần đã ngưng tụ ra chân hình chân đế uy mênh mông đều là thần huy lung mộ một tôn đều tăng thương cổ xưa thế nhân có thấy chân dung luôn cảm thấy bọn họ đứng ở cuối năm tháng cực tận mục lực cũng khó nhìn rõ ràng chỉ biết bọn họ như người trong thần thoại như mộng như ảo đế đạo thiên âm mờ nhạt làm cho người ta khó nắm bắt diệp thần thi thánh đạo hồi thiên cực tận khép lại vết thương kế tiếp đại chiến sẽ vô cùng thảm thiết nói đến liền đến luyện ngục thiên đế là người đầu tiên khai công bao trùm luyện ngục hỏa hải che cằn khôn dìm diệp thần mở nó ra diệp thần hừ lạnh xé rách biển lửa như rào long đằng ra trước mặt liền đụng phải vong xuyên thiên đế, bị một ngón tay xuyên thủng ngực, một ngón tay kia là một ngón tay cấm kỵ, dung hợp thời gian phép tắc, có hóa diệt bản nguyên, phá hủy đạo căn thần lực. Diệp thần thần sắc không thay đổi, dùng thời gian lực xóa bỏ cán trả, một thiên long bát bộ, chấn lùi vọng xuyên qua. Cùng lúc đó, hoàng tuyển thiên đế giết tới, không biết thi hành loại cấm pháp gì, hóa diệt bát bộ thiên long, chiến mâu trong tay làm côn sứ, một côn đánh ngã diệp thần, thân thể hoang cổ thánh mạnh như diệp thần, cũng bị đánh tại chỗ sụp đổ. Âm âm, Diệp Thần trong nháy mắt định thân, cường thế trọng tố thánh thể, chưa đợi có hành động, liền cảm thấy càn khôn đại biến, bị một loại cấm kỵ lực lượng lung mộ, nên là nghịch thiên không gian pháp tắc. Thì thật giả là minh thổ đại đế, không biết là không gian giam cầm hay là không gian hóa diệt, bị cái loại này lực lượng lồng mộ, Diệp Thần cứng cỏi thánh thân, lại tấp tấp tiêu vong, và lại không hề đau đớn. Có thể thành thiên đế, quả nhiên không phải cái gì, xuất thủ chính là cấm kỵ. Diệp thần cắn răng, dùng không gian đối không gian, bị hóa diệt thánh thể, lại bị nàng từ trong không gian kéo trở về. U, uh, kèm theo một tiếng ầm ầm trên mặt trời mờ ảo, biểu hiện ra một vòng mặt trời màu vàng, quang mãn vạn đạo, mỗi một đạo đều không phải thực chất, mà là hư ảo, nhưng đó lại là lực lượng cấm kỵ, thuộc về lĩnh vực thời không, dung hủy diệt chi uy. Đó là thần thông của thiên hư thiên đế, là đế đạo tiên pháp, cũng là thời không tiên pháp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bất quá trong nháy mắt thân thể thánh của diệp thần liền bị chiếu rọi khắp mắt lở loét thời không tiên pháp phòng bị khó lòng phòng bị phá vỡ diệp thần vừa uống cồng kềnh dùng thời không lực tụ khải giáp cứng rắn mở mịt thời không quang cũng cùng lúc cong cung cài tên hóa bản nguyên thành thần cung hóa thời không thành thần tiễn nghịch thiên bán lên một mũi tên bắn chết vòng mặt trời màu vàng kia vì thế hắn cũng trả giá thảm thiết bị luyện ngục đại đế một trường đánh huyết cốt bay ngang chưa kịp định thân một tòa không gian lao lồng thành hình trật tự xích xích bay trốn khóa tay chân hắn trói hắn chi đạo can vẫn là minh thổ đại đế đối với không gian tìm hiểu đã đến cực hạn pháp tắc của đế đã cùng không gian dùng hợp diệp thần không thể động đậy chỉ cảm thấy đạo can đang sụp đổ chỉ cảm thấy toàn thể pháp lực đang bị cực tận hóa diệt hoàng tuyền thiên đế cùng vong xuyên thiên đế lại đến một trước một sau một người tay cầm chiến mâu một tay sách đế kiếm Thiên hư thiên đế cùng luyện ngục thiên đế cũng không phân biệt trước sau, một trái một phải, một người trưởng nắm đế pháp, một người tiến hóa dị tượng. Một màn kia, nhìn vào trái tim thế nhân, đều đề cập đến củ họng. Pháp tắc thân thiên đế cấp, quả nhiên không phải đại đế cấp có thể so sánh, xa tay chính là cấm kỵ, và lại phối hợp an ý, nhất đế giam cầm, tứ đế khai đế đạo công phạt, một kích này nếu diệp thần tránh không thoát, nhất định sẽ bị chu dệt tại chỗ. Đưa ta, mở nó ra diệp thần gầm nhẹ dùng không gian nghịch loạn không gian cường thế phá minh thổ thiên đế giam cầm một trưởng một quyền đánh lui vong xuyên cùng hoàng tuyền lật tay một kiếm lại chém lui thiên hư nhưng luyện ngục thiên đế công phạt hắn không thể ngăn cản đó là một mảnh hòa vực dị tượng lại một lần nữa đem diệp thần bao phủ trong nháy mắt liền thiêu diệt nửa cái thánh thể của diệp thần ta để cho ngươi đốt diệp thần bị đánh lông mở ra hỗn độn dị tượng dùng cái này che chở và lại trọng tố thánh thể nhưng hắn vẫn xem thường pháp tắc cấp thiên đế dị tượng mới xuất hiện liền bị vong xuyên thiên đế một kiếm chém ra cùng một khắc hoàng tuyền thiên đế đột nhập một môn ném ra đem diệp thần đóng đinh ở hư vô làm đẹp còn người diệp thần đã khắc ra tơ máu thật bị bức điên cuồng bất chấp rút ra chiến mâu cám ở trên người cũng làm côn sứ minh đế thiên đế vừa rồi giết được liền bị hắn một côn đánh ra ngoài đánh đế thân thể vỡ vụn thiên hư thiên đế công phạt đến dùng thời không hóa một tòa tiên tháp, đem diệp thần thu vào. Từ đấy lại đến, phân ra đông tây nam bắc bốn phương, đều một tay kết ấn, thì chính là đồng dạng ấn quyết, dưới chân đều có một cái đế đạo quang hoàng, từ tứ phương nối liền thời không tiền tháp, xem ra là muốn đem diệp thần nguyện diệt. Ngũ tôn thiên đế liên hợp thi thi cấm pháp, đừng nói thế nhân, ngay cả thiên minh lưỡng đế đều run rẩy. Cần năm tôn thiên đế hợp lực mới có thể sử dụng cấm pháp, dùng mông nghị cũng biết là mang tính hủy diệt. Đó là sự thật đó là trường hợp. Cảnh tượng trong tháp, đích thật là một bộ hình ảnh hủy diệt, sấm chấp, sấm xét, các loại lực lượng cấm kỵ đan sen ngang dọc, không có hình thái cố định, hoặc thành kiếm, hoặc thành đao, hoặc thành lò đồng, hoặc thành chiến qua thật sự vạn binh tề hiền. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, diệp thần xung quanh lung tung, chẳng những không thể lao ra, phản tần liên tiếp bị thương, thánh thể phân chia tan rã, khó có thể tụ tập. Là hắn xem thường cấm cung ngũ tôn thiên đế, các loại lực lượng cấm kỵ, dùng đều trộm cắp, đỉnh hiền diệt thần gào thét tế hỗn độn đỉnh dùng luân hồi lực thúc dục ra chỉ thời gian lực khắc ấn thời không pháp tắc có phụ trợ không gian trật tự đem bản mệnh đỉnh của hắn vua hạn diễn khổng lồ như một tòa cự nhạc tám ngàn trượng ầm ầm kèm theo một tiếng ầm ầm thời không tiên tháp vây khốn hắn bị hỗn độn đỉnh của hắn tại chỗ bạo phát ngay cả cấm khu ngũ thiên đế đều bị chấn đến đọc lui về phía sau ngũ đế liên hợp thi triển cấm pháp sừng sốt bị hắn mạnh mẽ phá vỡ vì thế, hắn cũng không khá hơn là bao, lúc lao ra đã là huyết cốt đầm đìa, thánh thể là tàn phá, đầu chỉ còn lại nửa viên, thời không tiền tháp mảnh vụn, còn có dư uy đáng sợ, mỗi một khối đập trên người, đều có thể trọng thương nguyên thần. Chỉ có vậy, ngũ đế cũng không cho ta cơ hội thở dốc, hoàng tuyển thiên đế dẫn đầu giết tới, một mô xuyên thủng được, diệp thần không cứng rắn, lên trời bỏ chạy, trước mặt, liền cảm thấy quỷ mị vừa hiện ra, pháp tác thiên đế thứ sáu thân thể hiện. Phốc phốc, huyết quang màu vàng trói mắt, diệp thần bất ngờ không kịp đề phòng, bị chém vào đầu, máu tươi dâng lên. Lại nhìn thiên đế thứ sáu kia, đúng là huyền đế. Đạo tổ theo bản năng nghiêng mắt, liếc về phía bất chu sơn, ánh mắt có chút kỳ quái, tựa như đang hỏi, người là thiên đế cấp. Hư ảnh huyền đế nắm tay, chưa từng đưa ra đáp án. Hắn gặp phải, cùng cấm khu ngũ tôn thiếu niên đế có chất giống nhau, bản tôn trong trí nhớ của hắn, đích thật là một tôn đại đế, hiện giờ huyền đế thiên đế cấp pháp tắc thân hiển hóa không khó đoán ra đáp án, bản tôn của hắn, về sau lại tiến dài. Đạo tổ thu mắt lại, hung hăng hít một hơi. Xem ra, đế đạo F4 trong truyền thuyết thuộc huyền đế cấp bậc cao nhất. Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là diệp thần. Hiện giờ hắn mới thật sự thàm, bị huyền đế đánh trở tay không kịp, vốn bị thương rất nặng, thánh thể vốn đã tàn phế, giờ phút này lại bị dỡ đầu, hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, nhìn minh đế đô hít thở không khí lạnh. Diệp thần lần trốn nhanh hơn, để trời chạy loạn, trọng tố thánh thể cũng trọng tố đầu đợi đầu hắn sinh ra sắc mặt đen kịt đặc biệt muốn tới liền cùng nhau đến từng người một hiền hóa thật sự khó lòng phòng bị cũng phải nhờ nội tình hắn đủ hùng hậu bằng không tất đã bị huyền đế tuyệt sát lục tôn thiên đế pháp tác thân đã từ giáo phương đánh tới diệp thần không chống cự đầu treo hỗn độn đình thân mặc áo giáp thời không tay cầm luân hồi tiên kiếm có bao nhiêu nhanh lẩn trốn bao nhiêu thiên đế pháp tác thân cũng không phải là đùa giỡn mỗi một tôn đều ít nhất thông hiểu một tông cấm kỵ pháp tác tối tăm quá thượng thiên động tĩnh càng lớn diệp thần một đường bỏ chạy lục tôn thiên đế một đường đuổi theo một đường đánh đây chính là chênh lệch giữa đại đế và thiên đế lúc trước diệp thần một mình độc đấu 131 đế là đè ép đối diện đánh hiện giờ lại bị lục tôn thiên đế pháp tắc thần bức phát cuồng diệp thần nên may mắn may mắn đó chỉ là thiên đế pháp tắc thần nếu là chân chính thiên đế vậy còn đánh len đây cũng là ngoại vực thiên đế cùng thiên đình thiên đế chênh lệch Đế ngoại vực, không lấy ngộ đạo làm con đường chủ yếu tiến dai Nhưng đế của thiên đình, người nào tiến dai không phải lấy ngộ đạo lấy được Hắn có thể một trường trấn áp thiên ma thiên đế Không có nghĩa là có thể chiến qua pháp tắc thân của thiên đình thiên đế Chưa kể, hắn là là bị động Thiên đế đáng sợ như vậy sao? Thế nhân lẩm bẩm sắc mặt đã trắng bệnh, mạnh như diệp thần Có thể một trường trấn áp một tôn thiên ma thiên đế lại bị lục tôn thiên đế pháp tắc đuổi theo chạy đầy trời độc chiến có lẽ có thể nhưng đội hình bị quần oanh vậy thì quên đi nếu đế kiếp chỉ dừng lại ở đây cũng không sao nhân vương vun dâu tin tưởng diệp thần chống đỡ được chỉ sợ sau khi vượt qua lại càng đáng sợ hơn thánh thể chứng đạo thật gian nan tạo hóa thần vương lẩm bẩm đây là diệp thần thánh thể mạnh nhất kinh diễm nhất trong lịch sử nếu đổi lại là đế hoang hơn phân nửa đã bị chu diệt sáu tôn thiên đế cấp pháp tác thân, ngay cả diệp thần cũng không dám đánh, cũng đánh không lại, chứ đừng nói là đế hoang. Đế kiếp của thánh thể, không thể lấy lẽ thường mà đánh giá, không ai biết, sau khi thiên đế pháp tác thân, có còn có kiếp kiếp khác hay không, ông trời chết tiệt kia, là không có khả năng làm cho hắn dễ dàng chứng minh đạo như vậy, thánh thể nhất mạch thành đế tiên hà, cũng không phải dễ dàng khai sáng như vậy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, huyết quang màu vàng, phản chiếu đầy thái thượng thiên, mỗi một đạo, Điều đau đớn lòng người thế gian. Trong hình ảnh hủy diệt, ánh xạ chính là diệp thần máu chảy đầm đìa thân ảnh. Lục đế quá đáng sợ, pháp tác cấm kỵ cấp thiên đế đều là hủy thiên diệt địa. Âm âm, âm âm, mênh mông tinh không, tiếng ầm ầm cũng không ngừng tuyệt. Là đông hoang nữ đế, còn đang chạy đi khắp nơi, phá hủy từng cây kình thiên ma trụ. Từ sau khi thiên đế pháp tác thân hiển hóa, ma trụ hàng lâm chư thiên, đã không còn đại đế cấp, thiên đế cấp một màu. Nàng không dám khinh thường, mỗi khi có một cây hàng lâm xuống, tất trước tiền phá hủy. Minh Đế cùng đạo tổ, cũng là hai người hộ đạo rất tận tâm, tính tiểu như Minh Đế, cũng không dám nói nhảm. Phanh, 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 liên tiếp 9 tiếng vang, lại có 9 cây ma trụ hàng lâm, đều đỏ thẫm, đều là cấp thiên đế, một hàng chỉnh tề, đứng sừng sững bên cạnh vũ trụ hoang, còn chưa thấy người, đã thấy ma sát cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ tinh vực, không ngoài ý muốn, sẽ có cửu tôn ách ma thiên đế đi ra đông hoàng nữ đế thuấn thân hiển hóa một kiếm quét ngang chín cây ma trụ đều bị chặn ngang chặt đứt đáng tiếc vẫn có một tôn ách ma thiên đế chạy ra nữ đế đó là thánh thể đế kiếp làm sao có thể ách ma thiên đế định thân hình thấy nữ đế cũng cảm giác được đế kiếp đúng là thánh thể tại chứng đạo tranh đông hoàng nữ đế đã tới vung kiếm chém tới tiểu tiểu đại đế cũng dám công ách ma thiên đế cười lạnh nhưng chữ ngô kia còn chưa nói ra liền chợt thay đổi sắc mặt là tiểu tiểu đại đế không sai nhưng một kiếm kia của nàng cũng không phải đùa giỡn dung hòa lực lượng cấm kỵ một kiếm bổ ra càn khôn phốc phốc kèm theo huyết quang ách ma thiên đế bị chém ngã ra ngoài đế thân đều nứt ra được rất tốt ách ma thiên đế nhe răng cười đích xác trong nháy mắt phục hồi như cũ bao trùm đế đạo ma sát mà đến một trưởng bao trùm càn khôn nữ đế thần sắc lạnh nhạt thi mộng hồi thiên cổ thuấn thân biến mất thiên đế một trường vẫn chưa bởi vì nàng biến mất mà dừng lại một trường đánh diệt một mảnh tinh vực ầm ầm trong nháy mắt đó thương gia phương nam cũng truyền đến một tiếng ầm ầm chỉ vì có kình thiên ma trụ hàng lâm nữ đế thuấn thân hiện hóa một kiếm chém diệt lại thuấn thân biến mất lại trở về vũ trụ biên hoang một kiếm dỡ bỏ một tay ách ma thiên đế đáng chết ách ma thiên đế nghiến răng nghiến lợi càng lộ ra dữ tợn trực tiếp vứt bỏ nữ đế đi thẳng đến thiên hoang hắn ngược lại cũng không ngốc biết cơ ngưng xương là vì thánh thể hộ đạo như thế vậy phải quấy nhiễu đế kiếp của thánh thể vị trí chư thiên đã bại lộ thánh thể đế kiếp đã vô giá trị hắn ngược lại muốn đi đông hoàng nữ đế tất nhiên không cho hắn cơ hội trong nháy mắt đó nữ đế thi triển mộng đạo đế pháp lại đem một tôn thiên đế cấp kéo vào mộng cảnh phương pháp này đối với bổn đế vô dụng ách ma thiên đế hử lạnh cũng là một chủ xuất chúng trong nháy mắt bị kéo vào trong nháy mắt liền bỏ chạy ra khỏi giấc mơ trái tim ban đầu của hắn không thay đổi và chạy về phía thiên đường thân pháp nữ đế liền quỷ dị như hình với bóng hoặc là nói là lúc trước nàng kéo thiên đế vào mộng ở trên người ách ma thiên đế khắc một đạo mộng trì ấn ký tương tự như diệp thần luân hồi ấn ký dùng như vậy nàng có thể thông qua mộng trì ấn ký thuấn thân hiển hóa ở trước người ách ma thiên đế. Nàng hiển hóa, làm cho ách ma thiên đế trở tay không kịp, còn chưa kịp bỏ chạy, liền bị nữ đế một kiếm chém ra đế thân. Dầm dầm. Nữ đế tế trật tự xích, khóa ách ma thiên đế, mang theo hắn lại thuấn thân biến mất. Thiên nguyên tinh vực, hai người lại hiện thân. Nơi đó, có một cây thiên đế cấp ma trụ mới hạ xuống, nữ đế thi triển nghịch thiên đại thần thông, đem ách ma thiên đế bị khóa, ném vào trong cây ma trụ kia, sau đó lại bổ sung một trường, đem canh ma trụ kia một trưởng đánh hủy diệt so với diệt một tôn thiên đế đem thiên đế ném vào ma trụ sẽ càng trực tiếp hơn đến lúc này liền đế mới định thân lại quay đầu nhìn đại đạo thái thượng thiên một cái nhịn không được tâm linh run rẩy lúc nàng nhìn đang thấy diệp thần chảy máu bị thiên hư thiên đế một trưởng đánh diệt nửa cái thánh thể diệp thần cắn chặt răng phi thiên bỏ chạy chuyện xấu hổ lại một lần nữa tái diễn tôn thứ bảy thiên đế pháp tác hiển hóa trước mặt một trưởng suýt nữa đánh bạo hắn hỗn nguyên thiên đế. Đạo tổ cùng minh đế đồng thanh một câu, xem ra là nhận ra đệ thất tôn đế kia, chuẩn xác mà nói, là xem qua hình ảnh cổ xưa, cũng bị như khi nói qua bí tân, đó không phải là thiên đế bình thường, cổ thiên đình đại chiến, từng giết đến thiên ma tan dã không thành quân, chuôn ở trong tài hán ngoại vực trí tôn, nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu thiên đế cấp. Thất tôn thiên đế rồi. Nhìn kia còn có. Thế nhân nói rất lời, tôn thứ tám thiên đế pháp tắc thân hiển hóa, mới vừa mới thành hình, liền trọng thương diệt thần. Hủy diệt thiên đế Minh đế không nói, đạo tổ lại khẽ lầm mầm, xem ra, hắn cũng nhận ra. Tịnh thế thiên đế Một câu này, là Minh đế nói, tôn thứ chín thiên đế pháp tắc thân cũng hiện hóa, là một nữ thiên đế, bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, như mộng như ảo, tiên hà rực rỡ, tràn đầy thái thượng thiên, thần tư, không kém chút nào quên xuyên thiên đế nàng hiền hóa làm cho cửu lê mộ tuyết tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt luôn cảm thấy như đã từng quen biết nàng là tổ tiên của gia ngươi vong xuyên đế nữ truyền lời nói với bác thánh tịnh thế nhất mạch cũng là có truyền thừa cửu lê mộ tuyết mày xinh đẹp cũng không có ký ức cổ xưa trong nháy mắt đó nàng chỉ biết tịnh thế tiên lực còn sót lại trong cơ thể có chút sao động ầm ầm phanh ầm ầm đại đạo trong tiếng ầm ầm quá cao trời hoàn toàn hỗn loạn, cửu tôn thiên đế pháp tắc thân, như chín vầng mặt trời trói mắt, quang huy chiếu rọi thế gian, tuy là quang minh, nhưng lại phản chiếu ánh sáng tận thế, đã hoàn toàn lật đổ càn khôn. Diệp thần liền thê thảm, từ sau khi đến mấy tôn thiên đế hiển hóa, liền không đứng vững qua, thánh thể lần lượt trùng tu, lần lượt bị đánh bạo liệt, luận đội hình, hắn là một trọi chín, luận đạo tìm hiểu, cũng không giống thiên đế. Thế nhân đã không đành lòng nhìn thẳng, không phải diệp thần không đủ mạnh, là đội hình đối diện quá khổng lồ cổ thiên đình cửu tôn thiên đế mặc dù chưa từng nghe qua truyền thuyết của bọn họ nhưng lần này được gặp lại biết bọn họ cường đại ngươi tiêu không được ta ánh mắt diệp thần kiên định khắc tín niệm bất diệt nói với ông trời cửu đế đại biểu cho ý chí thượng thương đã là thiên kiếp chính là tâm bất tử thần bất diệt cửu đế là đáng sợ hắn cũng là điên cuồng đế tôn phản bổ thọ nguyên đều bị hiến tế thánh thể can nguyên cũng đang thiêu đốt toàn thân mỗi một đạo huyền quan đều nuốt cấm kỵ lực rõ ràng là cá nhân, lại càng giống một đoàn kim sắc liệt diễm, chiến ý vô địch là ngập trời, lần lượt bị vây, lần lượt giết ra. Cửu đế vô thần trí, chỉ tế đế đạo công phạt, muốn thay ông trời xóa diệt người độ kiếp. Thời hạn này cũng nên đến, tiểu viên hoàng bè lông khỉ, đã không biết lần thứ mấy thì thầm. Không thể theo lẽ thường. Luận thánh thể đế kiếp, nam đế trầm ngâm nói, xem như đã nhìn ra, cũng sớm có giác ngộ cứ tiếp tục như vậy, không bị đánh chết, cũng sẽ bị mệt chết. Hề như thầm mắng, trong tay áo hai tay đã nắm trong trắng bệch, nhìn ra được, Diệt Thần lại hiến tế thọ nguyên, còn đang thiêu đốt bản nguyên, đang đem chính mình bước lên một cái tuyệt lộ, hoặc là chứng đạo thành đế, hoặc là thân hủy thần diệt. Ta nói, có phải lại đến đế đạo pháp tắc thân hay không?" Tiểu Linh Oa nói, còn cầm kính viễn vọng kia, nhìn chằm chằm đại đạo quá cao trời. Ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Đại đạo thái thượng thiên thượng, ngoại trừ Diệp thần cùng cửu đế, lại có người bóng hiển hóa, nhưng sau khi người nọ hiển hóa, ánh mắt thế nhân đều biến thành kỳ quái, không trách bọn họ như thế, chỉ vì người vừa mới biểu hiện hóa, lúc trước đã xuất hiện trong Diệp thần đế kiếp, là thần chiến, đại thành thánh thể thời đại, sau hắn, lại có một đạo nhân ảnh hiển hóa, cũng không phải là đại đế, cũng không phải thánh thể, mà là một tôn đại thành thánh ma, đó là tàn nhật, Diệp thần đại thành kiếp, từng xuất hiện qua cái này còn chưa xong cùng tàn ngày không phân hiển hóa đúng là huyền cổ đại đế cái này đừng nói thế nhân ngay cả thiên minh hai đế đều nhíu mày người đều là áp trục ở phía sau thiên đế cấp pháp tác thân đều hiện hóa cổ tôn sao còn có đại đế đại thành thánh thể cùng đại thành thánh ma hơn nữa đều xuất hiện qua sao lại kéo ra chuồn một vòng ầm ầm phanh ầm ầm khi hai đế nhìn thế nhân nhìn tiếng ầm ầm trên trời liên tiếp không dứt sau huyền cổ đại đế từng đạo bóng người từng đạo tiếp theo hiển hóa lại nhìn pháp tác thân chân chân ngư long hỗn tạp có ách ma đế thiên ma đế đại thành thánh ma đại thành thánh thể chư thiên đế thiên đình đế đầy trời đều là bóng người phải có mấy trong tôn cái này đặc biệt sao có ổn ức không đứa con hàm xúc như vị diện đều giật giật khóe miệng diệp thần đế kiếp thật sự để cho hắn mở mắt đại thành đến thiên đế đều có có ngoại vực cũng có chư thiên tựa như là trí tôn, muốn kéo ra trườn một vòng. Không đúng, trong đó có mấy người như vậy, đã trượt vài vòng rồi. Loạn bao, đại đạo quá một màn trên trời, trượt để loạn. Cũng may bọn họ đều là pháp tác thân, nếu là trí tôn thật sự, nếu đều có thần trí, hơn phân nửa sẽ khai chiến ở thái thượng thiên thượng, đại thành thánh ma sẽ đánh đại thành thánh thể, trừ thiên đế sẽ đánh ngoại vực tế. Đối với hình ảnh kia, thiên minh lưỡng đế đã quen rồi. Chỉ cần nói đi, đế kiếp vi phạm pháp tắc, sẽ không cho ngươi ra bài theo lẽ thường. Ngươi, tư không được ta. Diệp thần cười to, vang lên thái thượng thiên. Đúng vậy, hắn đang cười, cười khá thoải mái. Ông trời bức hắn gấp gáp, hắn làm sao không phải là bức ông trời nóng nảy. Hình ảnh ngày nay là một dấu hiệu tốt, ông trời không thể làm gì hắn. Chính là bởi vì không có biện pháp, mới lại hỗn loạn trật tự, mạnh mẽ chỉnh ra một tôn pháp tác thân, chỉ cần là trí tôn, đều sẽ không có phong đỉnh ném lên trên, muốn dùng phương pháp này, xóa bỏ cái độ kiếp giảng ngỗ nghịch thượng thương kia nào diệp thần vừa uống chấn hoàn vũ lại mở ra ngoại tướng bá thể tay sách đạo côn không cùng cửu tôn thiên đế chiến đấu chỉ đánh những người mới thêm pháp tác thân một côn quét một mảnh ngoại trừ thiên đế không người nào khiêng được thánh uy của hán những pháp tác thân bị đánh diệt kia còn có thể trùng tạo nhưng sau khi trùng tạo uy thế lại không bằng trước mỗi lần bị diệp thần đánh diệt một lần uy thế liền giáng xuống một phần đại đế thánh thể, cánh ma đều như thế. Điều này cũng là một dấu hiệu tốt, trời không đủ, khó khăn hơn để hỗ trợ cơ thể pháp lý. Thời gian dài, ngay cả uy thế của cửu tôn thiên đế cũng dần dần suy yếu. Nơi này là hỗn hợp, giải thích rất tốt một sự thật, nhiều người không được sử dụng. Đế đạo thánh ma, không biết là ai, kinh hô một tiếng. Đại đạo thái thượng thiên thượng, còn có pháp tắc đang hiển hóa, cũng không phải đại thành thánh ma, là thánh ma thành đế, thần uy cái thế, vẻn vẹn luận uy áp liền không kém thiên đế pháp tác thân nhưng luận chiến lực thiếu chút nợ hỏa hầu nào tiếp theo diệp thần phát điên kéo thánh thể đẫm máu đi một đường mắng một đường chiến một đường gào một đường có thể chiến thì chiến không thể chiến liền bỏ chạy rất muốn nhìn xem là ông trời trước diệt hắn còn hắn trước đem nợ tình của thượng thương tiêu hao khô vậy là đế kiếp sao quá nhiều người lẩm bẩm vẻ mặt ngây thơ nhìn thái thượng thiên quá nhiều người không thể phân biệt ai là ai hình ảnh kia không giống như độ kiếp ngược lại càng giống một đám người đang đánh nhau thánh thể không độ kiếp thì đã độ kiếp chính là đại tràng diện như cảnh tượng bực này vạn cổ vô nhất đẹp mắt không minh đế chậm rãi nói một câu liếc về phía một phương đẹp mắt nơi đó truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của nữ tử thanh linh như chiếc tiền khúc là nhược hi hoặc là nói là cổ thiên đình nữ đế không chọn vẹn, đã ra khỏi lăng tiêu điện, đã đi ra khỏi đại sở. Cách hạo miểu, nàng có thể thấy một màn thái thượng thiên thượng, có lại thành thánh ma, đế đạo thánh ma, ách ma đế, thiên ma đế, thiên đình đại đế, thiên đình, đội hình này nàng chỉ gặp qua khi cổ thiên đình đại chiến. Hiện giờ, đều tụ tập trong một hồi đế kiếp, nào có đạo lý không đẹp mắt.